Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Nhân dịp đón xuân Bính Thân 2016, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các bạn nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập ở Việt Nam, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng gửi đến nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế, những tình cảm đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Việt Nam. Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiền nhân từ bao đời đã dựng nước, giữ nước và trao truyền non sông gấm vóc qua các thế hệ. Tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng ta suy ngẫm về năm qua, dự tính cho năm mới và ước mong những điều tốt đẹp hơn. Năm vừa qua, nhân dân ta tự hào kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đồng lòng chung sức vượt qua nhiều khó khăn thách thức, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng tốt đẹp. Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với những thay đổi lớn lao, có cả thời cơ và thách thức đan xen. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để xây dựng đất nước ta giàu mạnh, bảo vệ Tổ quốc ta trường tồn, xứng đáng với các thế hệ ông cha và làm tròn trách nhiệm với con cháu mai sau. Xuân này là mùa xuân đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống văn hiến, yêu nước, kiên cường bất khuất của dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vẻ vang sánh vai cùng bè bạn Nam Châu. Mừng xuân mới, tôi xin chúc mọi người, mọi nhà trên mọi miền của Tổ quốc, đồng bào ta nước ngoài hạnh phúc và thành công. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước ta. Chào thân ái.